mình xin chơi, Việt Nam đem vào sông núi, tự do của mình và ai muôn đời. Việt Nam không gọi sương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam thì sẽ đáp tin tư giải đâu. Việt Nam nhìn từ tương lai, đưa tiếng cho toàn thế giới. Cho anh em đi thẳng qua bên đi, đi ra một vòng cục gì. Nào lên đây. Lên luôn. Và cách em chúng mà đi đi ra đoàn thôi. Hồng Hà, đây non nước gọi, nghe không trả lời. Hồng Hà, đây non nước gọi, nghe không trả lời. Chúng tôi đến số nhà XS345-742. Chúng tôi chuẩn bị qua sông. Các anh có gì cho chúng tôi không? Nghe rõ không trả lời? Chấm dứt. Thuốc mày, mày làm những thuốc chùa ấy. Thành đó thì tổ sư quen mua thuốc. Thank you.
Ô, tiếp tục di chuyển. Báo cáo thằng Quyền có dấu với địch. Báo cáo thằng Quyền có dấu với địch. Từ hướng 11 giờ đến gần hướng 2 giờ. Mới chóc vậy ta tha thôi. Thật là gì? Thật mày. Tao nói dối mày làm gì? Em tưởng cái chân đi đo người chưa? Hai ba ngày mày nhảy như sáo bây giờ đã đi đo cái gì? Đừng có sợ. Chờ từng chút xíu nha. Để trở lại ngay. Sáng ơi! Sáng ơi! Mày lại săn sóc lực giùm tao cái.
quá chừng em. Bộ trong nước trà có rắn hổ hay sao mà khè dữ vậy? Anh đói bụng chưa? Đói thấy mồ em. Ngân hàng phát triển nông nghiệp cho mình vay tiền mua máy cày đó, anh tính sao? Dẹp cày bằng trâu đỡ tốn xăng, lại hợp với câu ca dao trồng cày và cấy con trâu đi bừa đấy. Anh có giấy gọi dập ngủ. Là mình mua mấy cây, em làm việc mình được chứ, tiểu đến chỗ. Thank you.
Sau đây là những cái điểm chính của đề tài. Mời các bạn nhắc lại chúng tôi. Thứ nhất, bao vây, siết chặt. Thứ hai, bao vây, chia cắt. Thứ ba, bao vây, bố đe. Trường hợp thứ ba là áp dụng phương pháp bao vây trên bối dây đe. Muốn áp dụng trường hợp này thì các bạn phải lợi dụng được những chướng ngại vật. Và chướng ngại vật thì các bạn thấy có hai loại. Thứ nhất là chướng ngại vật thiên nhiên và chướng ngại vật nhân tạo. Chướng ngại vật thiên nhiên tức là do ông trời làm ra, đều như là sông núi. Và chướng ngại vật nhân tạo là do con người làm ra, đều như là hầm hố và dịch cắp gai. Các bạn hãy cùng tôi nhắc lại những ý chính của bài học hôm nay. Tại sao chúng ta phải chiến đấu chống Cộng sản? Thứ nhất, vì Cộng sản xâm lăng. Cộng sản xâm lăng. Thứ hai, vì để bảo vệ đất nước. Để bảo vệ đất nước. Thứ ba, vì danh dự của chúng ta. Vì danh dự của chúng ta. Thứ bốn, vì trách nhiệm của chúng ta. Vì trách nhiệm của chúng ta. Thứ năm, vì tự do và dân chủ. Vì tự do và dân chủ. Thứ sáu, vì độc lập. Vì độc lập. Và thống nhất đất nước. Và thống nhất đất nước. Thứ bảy, vì hạnh phúc. Vì hạnh phúc. Và công bằng. Và công bằng. Thứ tám, Vì Cộng sản, chủ trương, một tà thuyết, vô thần và duy vật. Thứ chín, vì hành động, dã man, tàn bạo của Cộng sản. Sau đây, mời các bạn xem các hình ảnh chứng minh các tội ác của Cộng sản. Thank you.
bạn vừa xem xong cuốn phim. Tiếp theo đây, chúng em xin được trình bày nhạc phẩm Chiến sĩ của lòng em của Trịnh Văn Lâm. Đôi tâm em vừa đường lúc hé hoa tươi, chỉ thắm tình xe nhăn môi nhờ mai. Đâu có sang hẹn, đâu có dám chê ai, nhưng thâm tâm em vẫn chưa thương môi. Ai biết cho lòng em vẫn ước mơ chi, mộng hão huyền mơ vẫn vơ bình si. Bạc lắm tiền nhiều quyền quý với cao xa, trong thâm tâm em nào đâu có mà. Khi nước nhà phút ngả nghiêng, em mơ người trai anh dũng, mang thân thế hiên trang xa, chi quát cường hiền nga. Chiến sĩ của lòng em đắm đuối ước mơ, ở chiến trường xa dài nắng dầm mưa. Nhịp bước oai hùng tràn tim trong tim em, trong khi vang ca say theo chiến thắng. Hai ba được đường xa muốn đỡ có bay đập đòn hai ba.
binh. Hai ba, chỉ tăng đồng đem theo khắp nơi tung hoành. Hai ba, đường trường xa ta biết lấy cho lên cùng. Hai ba, nhân trời mây đồng quân cao cước đi mau. Hai ba, đời lên con mỗi quân đều lo xếp bài cố chiến đấu thề một lòng chung đất xây Việt Nam quang vinh. Hai ba, ba tháng thành ầm ầm đồng quân trong ba. Hai ba, thế quay lên tung gom chiếc tan quân thù. Hai ba, cho đồng quân say sưa nhìn trong trời dương. Hai ba, ta anh hùng thời đời đồng quân Việt Nam. Hai ba, ta hiểm. Hai ba, cặp cho đầu mày. Hai ba, muôn máu. Hai ba, muôn ai chập trùng. Hai ba, say thành. Thôi mẹ lại nhá, tao phải đi kiến thiếu Minh. Hồng Hà, Hồng Hà, đây nó nước rồi. Hồng Hà, Hồng Hà, đây nó nước rồi. Anh nghe rõ không? Trả lời. Chúng tôi đã chạm địch tại tọa độ XS472341. Địch khoảng một trung đội trừ. Chúng tôi sẽ cố gắng thanh toán. Chấm dứt. À, Lực như thế nào cậu? Trình thiếu ý vết thương Lực đã đỡ rồi, không sao hết. Được rồi, cậu ra gọi mấy ông tiểu đội trưởng lại đây cho tôi. Trung sĩ Dũng, Trung sĩ Bí, Hà Sĩ Nhiên, Trung sĩ Điền, lại gặp phòng quyền gấp. Chúng ta bị thương hai người, Lực và Thọ. Còn quân số các tiểu đội của anh như thế nào? Dạ đúng. Dạ đúng. À, bây giờ địch ở trước mặt ta một số ít, và cái địa điểm của tụi nó là hai cái chòi lá, các anh thấy chưa? Thấy. Dũng, đi theo tôi. Cảm ơn. Tiểu đội 1, anh đi qua cánh mặt. Tiểu đội 2, anh qua cánh trái. Còn tiểu đội 4, anh trừ bị, anh lo mấy người bị thương với đạn dược cho tôi. Nghe rõ không? Nghe rõ. Được rồi. Giờ chúng ta bắt đầu đi nha.
là nhân viên sung lực. Vì đi em thật sự tâm trọng. Bạn hãy bình tĩnh trở về gia đình. Nguyện vọng của các bạn, chính quyền sẽ giải quyết sau. Ở các bạn sinh viên học sinh, hãy bình tĩnh để trở về với gia đình. Như vậy là chúng mình bị lừa gạt rồi. Chúng ta đã bị lợi dụng rồi. Bọn cộng sản đã len lỏi vào trong hàng ngũ sinh viên và học sinh của chúng ta. Tranh đấu của chúng ta hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Tốt hơn hết, các anh ít và các chị nên giải tán để tránh mọi hậu quả không tốt về sau. Em có thể đi được không? Chúng ta vừa học xong một bài về tảng thương và cấp cứu. Các anh đã thấy ở trong buổi học, một người bị thương bụng và ngực, một người bị chảy máu, mấy người bị gãy tay gãy chân, mấy người bị khó thở, và các anh đã thấy cách chúng tôi điều trị ra làm sao. Đến đây buổi học chấm dứt. Tôi xin trao quyền lại cho anh trưởng toán. Duy Tân, đây Phú Quốc, nghe rõ trả lời. Xin tác giả Bắc Bình Phú Quốc 237257. Xin lặp lại 237257. Mục tiêu xin bộ chỉ huy địch một cái đạn khói bắn khi sẵn sàng sẽ điều chỉnh.
Trương Đích. Duy Tân, đây Phú Quốc. Trả lời. Đúng mục tiêu. Bắn hiệu quả. Nhận rõ trả lời. Đây là potash, tác dụng với phenol tali, nó cho ta màu hồng đỏ. Như vậy là các anh đã định xong phân về phần định lượng. Hôm nay các anh sẽ học về phân tích định tính. Bây giờ là các anh sẽ thực hành về tìm cation của nhóm 2. Nhóm 1 tức là tìm PB, AG và HG. Thì các anh tìm PB thì sẽ có 3 phản ứng kiểm chứng. Anh tìm AG có 2 phản ứng kiểm chứng. Và anh tìm HG có 2 phản ứng kiểm chứng. Tất cả những cái phản ứng kiểm chứng đó anh sẽ nhìn trong sách và bắt đầu thực hành khi các anh trở về vị trí của mình. Thì tìm PB thì các anh phải để ý là cho độ khoảng 10 giọt mỗi một phản ứng kiểm chứng như vậy. Và tìm AG cũng như vậy. Tương tự HG các anh cũng lấy một cái ít kết tụa thôi. Và trong suốt thời gian làm thực tập, các anh phải cẩn thận. Nhất là về cái đun, các anh phải là đun thế nào để cho nó khỏi văng ra ngoài. Thì trong tìm PB các anh lấy 10 giọt NMA và cho 3 giọt acid sulfuric thì nó sẽ ra trầm hiền màu trắng. Trong phần thứ hai các anh sẽ lấy cùng 10 giọt NMA đó, rồi các anh cho độ khoảng vài giọt KI thì nó sẽ ra trầm hiền cục màu vàng. Và trong phần thứ ba các anh sẽ lấy 10 giọt NMA và anh cho vào độ khoảng 3 giọt chromat kalium thì các anh sẽ có trầm hiền màu vàng. Trầm hiền màu vàng đó anh đem ly tâm xong rồi các anh sẽ đem đun lên. Đem đun lên thì chất trầm hiền đó tan và các anh sẽ đem làm lành cái chất trầm hiền đó thì nó sẽ có một cái màu vàng óng ánh. Bây giờ các anh hãy trở về vị trí của mình và bắt đầu làm thực tập.
Thank you.
ngoài không? Không có gì tôi núp ở trên đó mấy ngày hôm nay, hôm nay mới thấy canh đi qua. Thôi, bỏ xuống, bây giờ chúng ta là bạn. Chúng ta đã gặp gỡ với nhau trong đề tài chế độ dân chủ pháp trị của miền Nam Việt Nam. Để kết luận, tôi xin nói tóm tắt như sau. Chế độ hiện hành của chúng ta đây là một chế độ dân chủ pháp trị và thượng tôn pháp luật. Hiến pháp của chúng ta được thảo ra bởi một quốc hội lập hiến. Tất thời mọi luật lệ của chúng ta được thảo ra và thông qua bởi quốc hội lưỡng viện. Và sự phán xét về mặt pháp lý của tối cao pháp viện, tổng thống chỉ là người đứng đầu ngành hành pháp để thi hành những luật lệ ấy, và nhiệm vụ của tổng thống là 4 năm một lần. Nói tóm lại, đây là một chế độ dân chủ thực sự, chế độ của mỗi người dân một lá phiếu. Trong một dịp gần đây, chúng ta sẽ có dịp đi thăm những cơ quan dân chủ ấy. Thank you.
Trong thời gian anh đến thủ huấn tại đây, tôi mong muốn anh phải cố gắng học tập để trở thành một tiểu đội trưởng ưu tú, xứng đáng là một công dân yêu nước. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh một cách đặc biệt, và tôi cũng tin rằng anh sẽ đạt được kết quả tốt sau ngày mãn khóa. Tôi nghĩ rằng sự cố gắng của tất cả các chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những hành động cụ thể nhất để có thể rút ngắn cuộc chiến, chống đưa đất nước đến chỗ thanh bình và thịnh vượng. Xin cảm ơn lòng yêu ái của Thiếu tướng và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã dành riêng cho anh em hội chánh viên của chúng tôi. Đây cũng là một cơ hội tốt đẹp nhất để chúng tôi có thể chứng tỏ lòng yêu nước chân thành của chúng tôi. Tôi xin nguyện cố gắng hăng say chiến đấu tích cực để đoái công chuộc tội. Chúc anh may mắn. Cảm ơn thưa thưa. Bà chụp về tấm hình lưu niệm. Vâng. Cái này kỷ niệm học đồng đế. Bà tươi lên tâm thế đi. À, đưa tôi sắp chụp đấy ạ. Đã, thế xong rồi ạ. Vâng. Bà coi nha.
đem cục. Trời hôm nay tôi tiếc là thiếu sáng, mùi tôi hy vọng thì tươi lắm. Ôi trời đẹp quá anh ơi. Như các bạn đã thấy trên sa bàn thì đây là hướng của địch, và theo tin tức của nhân dân cho biết thì địch quân nó về nó hoạt động tại địa điểm này và địa điểm này. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tuần thám để phối kiểm những nguồn tin tức đã có. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành tại đây và chúng ta sẽ di chuyển theo lộ trình này, và sau đó chúng ta sẽ tập trung tại đây vào lúc 16 giờ. Tất cả các bạn hiểu rõ chưa? Đó, rõ. Bây giờ đồng hồ của tôi là 1 giờ 15 phút. Bây giờ các bạn, tất cả các bạn có gì thắc mắc không? Không.
À, xin tác giả hết. Ô vuông 883827 hướng 3400-3400 hết. Đại đội địch xuất hiện trên đồi trọc, điều chỉnh tác xạ hết. Tôi đổi về cho bác. Dạ, 2003-320, đội dạc 2776. Trung đội 20 vạ, mục tiêu anh dụng Bắc Bình 1001 trả lời. Trung đội điều chỉnh, đạn nổ, lưu ích, hút nạp 3, đầu nổ nhanh, trung tâm một quả, đội dạc 2766, gốc thăng bằng 175. Cano nạp 3, đội dạc 2766, gốc thăng bằng 175. Khẩu 2 sẵn sàng. Chú ý, băng! Thank you.
Thôi đủ rồi các cậu, tất cả mọi người trở về vị trí phòng thủ của mình đi. Đứng ở đây cả lũ tụi nó pháo chích chết hết bây giờ. Lẹ lẹ lên đi. Theo bài của nó đi. Cộng sản xâm lăng chưa từ bỏ ý đồ tôn tính miền Nam Việt Nam. Ngày ấy, chúng tôi còn tiếp tục chiến đấu. Một người nằm xuống, cho vạn người quyết tâm đứng dậy. Chúng tôi nguyện đem chính thân xác mình làm chứng ngại ngăn bước chân thù. Chúng tôi nguyện đem chính dòng máu nóng của mình làm xanh đỏ ướt lúa. Chúng tôi nguyện đem tuổi trẻ mình để làm đẹp cho thế hệ mai sau, làm đẹp thêm cho màu cờ chính nghĩa chúng ta. Sự hy sinh gian khổ của chúng tôi được đền bù thỏa đáng bằng những an vui của đồng bào nơi hậu tuyến. Cho những sáng, những chiều, các em thơ còn được cắp sách đi trường. Cho những đêm dài, giấc ngủ mẹ già không còn chập trần ác mộng. Cho những công trường, nhà máy tiếp tục vươn cao năng suất. Cho những con đường thênh thang, xe cộ rộn ràng. Chúng tôi nguyện không để một tấc đất nào lọt vào tay cộng sản. Từ những xó rừng heo hút, những mảnh đất cằn cỗi không tên, đến những địa danh lẫy lừng chiến tích, những An Lộc, Trị Thiên, những Tam Quan, Bình Định, những Sạc Ly, Công Tum còn đó. Chúng tôi đã qua dịp chứng tỏ sức mạnh phi thường của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều sư đoàn cộng sản đã bị chúng tôi nghiền nát dưới chân, nhiều đại đơn vị cộng sản đã bị vĩnh viễn chôn vùi trên đồi. Động cơ nào đã thúc đẩy chúng tôi chiến đấu hăng say và tạo dựng được những chiến thắng vẻ vang như thế? Phải chăng đó là lòng yêu nước chân thành,
một ý chí căm thù bọn cộng sản đã biến thành hành động, khiến chúng tôi quyết tâm đánh bại kẻ thù xâm lược. Phải chăng mỗi người lính chúng tôi đều đã được chui rèn từ những lò luyện thép danh tiếng và hàng đầu của Đông Nam Á? Từ đó, chúng tôi được đào tạo để trở thành những người lính chiến vững mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, cùng với một kỹ thuật tác chiến toàn hảo, thích ứng với mọi chiến trường. Chúng tôi quan niệm rằng chiến thắng là con đường ngắn nhất để đi tới hòa bình. Con đường ấy đang được chúng tôi khai phá bằng tất cả sức mạnh của tuổi trẻ, bằng niềm tin tưởng sáng ngời chính nghĩa. Và cánh cửa hòa bình đang hé mở trên con đường chúng tôi đi tới.